Tài xế bị mất giấy phép bằng vật liệu PET khi tham gia giao thông, sử dụng thông tin đã được xác thực trên VNEID thì cá nhân đó không vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe. Theo Bộ Công an, điểm A khoảng 24, điều 4, thông tư số 0 năm 2024, ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, giấy phép lái xe bằng vật liệu PET hợp lệ là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép này có số phôi ngày cấp ngày hết hạn in trên đó trùng với số phôi ngày cấp ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc có thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên vneid căn cứ quy định trên thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên vneid là hợp lệ có thể sử dụng thay thế bằng lái xe vật liệu pet khi tham gia giao thông trường hợp người lái xe bị mất giấy phép lái xe bằng vật liệu pet khi tham gia giao thông sử dụng thông tin đã được xác thực trên vneid thì cá nhân đó không vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe hoặc không mang theo giấy phép lái xe Mới đây, ngày 21 tháng 8, khi trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng khẳng định, theo luật căn cước và luật giao dịch điện tử, Bộ Công an đã ban hành thông tư 28 tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tạm giữ, tước giấy phép lái xe trên VNEID. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi tham gia giao thông, người dân được xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan đến người lái xe, và xe cho lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý thông qua ứng dụng vneid trong quá trình xử lý người vi phạm xuất trình được giấy tờ trên vneid thì lực lượng chức năng sẽ tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử Bên cạnh đó, khi các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện giao thông được tích hợp và cập nhật trên VNeID, quyết định của người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, trả lại giấy tờ cũng được gửi bằng phương thức điện tử trên VNeID và ứng dụng hệ thống thông tin điện tử khác khi có đủ điều kiện kỹ thuật. Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với người có hành vi làm giả tài khoản VNeID nhưng không bị xử lý hình sự, mượn cho mượn tài khoản để người khác làm việc trái quy định của pháp luật. Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Trong dự thảo này, cơ quan soạn thảo là Bộ Công an đã có nhiều đề xuất áp dụng chế tài xử phạt một số hành vi liên quan đến tài khoản định danh điện tử VNEID. Theo đó, người có các hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp tài khoản định danh điện tử, xác thực điện tử có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 đến 500 nghìn đồng phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi chiếm đoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử của cá nhân, cung cấp thông tin về danh tính điện tử giả để được định danh cá nhân. Mức phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng nếu cá nhân vi phạm một trong những hành vi làm giả sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp tài khoản VNEID, cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật để được cấp VNEID, cung cấp thông tin về danh tính điện tử giả để được định danh tổ chức. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: làm giả tài khoản nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sử dụng tài khoản định danh điện tử giả, chiếm đoạt tài khoản định danh điện tử của tổ chức, tiếp đó là mua bán, thuê, cho thuê tài khoản định danh điện tử, mượn cho mượn tài khoản định danh điện tử để người khác thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật còn mức phạt tiền tăng thành từ 6 đến 10 triệu đồng đối với người thực hiện một trong những hành vi gồm sử dụng tài khoản VNEID để hoạt động giao dịch trái quy định pháp luật, xâm phạm đến an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tạo lập ứng dụng định danh và xác thực điện tử giả. Mức phạt tối đa 10 triệu đồng cũng được áp dụng khi cá nhân tổ chức làm giả tài khoản định danh và xác thực điện tử, can thiệp trái phép vào việc sử dụng ứng dụng định danh và xác thực điện tử của người khác hoặc tổ chức. Ngoài ra còn có hành vi cản trở việc thực hiện phương thức xác thực điện tử trong thực hiện giao dịch thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử. VNEID hiện có hai mức độ, mức 1 gồm những thông tin cá nhân cơ bản và ảnh chân dung, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản như giải quyết dịch vụ công trực tuyến và thông báo lưu trú, đăng ký thường trú tạm trú, khai báo tạm vắng. Đối với mức độ 2, tài khoản này có thêm thông tin về sinh chắc học của công dân, vân tay. Người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp các loại giấy tờ gồm giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử, điện nước chuyển tiền. Tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 có giá trị tương đương căn cước công dân gắn chip. Người dân có thể dùng tài khoản định danh mức độ 2 khi thực hiện các giao dịch mà cần căn cước công dân. Đối với xe ô tô, dự thảo lần 4 đề xuất mức trừ 12 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Bộ Công an vừa có dự thảo lần 4 nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe đáng chú ý trong dự thảo mới nhất cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng chế tài phạt tiền như hiện hành xong đưa ra nhiều nội dung mới liên quan đến chế tài về trừ điểm bằng lái đối với người điều khiển ô tô xe máy mà có hành vi vi phạm nồng độ cồn theo đó, đối với xe ô tô, dự thảo lần 4 đề xuất giữ nguyên mức trừ 12 điểm giấy phép lái xe so với dự thảo lần 3 đối với tài xế điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức trừ 12 điểm cũng được áp dụng đối với tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. Đặc biệt, dự thảo lần 4 đề xuất trừ toàn bộ điểm bằng lái xe nếu tài xế ô tô tái phạm hoặc vi phạm nồng độ cồn nhiều lần ở mức 2 và 3 gồm vi phạm độ cồn chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đây là điểm mới so với dự thảo trước đó. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự, dự thảo đề xuất trừ 12 điểm giấy phép lái xe nếu vi phạm các lỗi sau – điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 800 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở, trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn hoặc chất ma túy, các chất kích thích khác của người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, tài xế xe máy mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi sau cũng bị trừ hết điểm bằng lái xe, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Lý giải về những đề xuất mới nêu trên, Ban soạn thảo qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 120 2019 Nghị định số 123-2021 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, trật tự, đường bộ. tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và giảm liên tiếp trong những năm gần đây tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản bên cạnh đó tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến vi phạm các quy định trên đường cao tốc diễn ra phức tạp ngoài ra cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhiều loại hình phương tiện giao thông đường bộ mới được đưa vào sử dụng nên cần phải có quy định bao quát đầy đủ hơn theo dự thảo mới nhất lần 4, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, cục cảnh sát giao thông đề xuất tăng mức phạt tiền nhiều hành vi của người điều khiển xe máy vi phạm quy tắc giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Cụ thể cơ quan soạn thảo dự kiến tăng chế tài hành chính đối với nhiều hành vi mà từ trước đến nay được đánh giá là có nguy cơ rất cao gây tai nạn giao thông và cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông, điển hình như lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông vượt đèn đỏ, hiện mức phạt đối với tài xế xe máy vi phạm lỗi chỉ là 1 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dự thảo lần 4 vừa ban hành, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng chế tài lên tối đa 6 lần ở mức từ 4 đến 6 triệu đồng theo cơ quan tham mưu soạn thảo dự thảo thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp nhiều địa phương xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản bên cạnh đó tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn phổ biến nhất là hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn ma túy của người điều khiển phương tiện vẫn xảy ra nhiều đặc biệt vi phạm nồng độ cồn luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng do đó cơ quan soạn thảo khẳng định để lập lại trật tự an toàn giao thông đòi hỏi việc thực thi pháp luật phải nghiêm minh đảm bảo tuyên truyền nhưng đủ gian đe chế tài xử phạt phải mạnh để xử lý tương xứng với các hành vi vi phạm nhất là các hành vi cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông